Thỉnh mời vào hoàng cung Lúc ấy Đức Vua nghĩ rằng vị tỳ kheo này trí tuệ bất khả tư nghì lại hoàn toàn tự chủ tự tin hiếm có được một người như thế trên thế gian này Ôi ta còn biết bao nhiêu là câu hỏi về lẽ tử sinh về niềm vui nỗi khổ về bí mật đằng sau kiếp sống nó hàng gặm nhắm ta ngày đêm không nguôi không dứt nhưng hôm nay hỏi thế là vừa đủ Ngày mai ta sẽ thỉnh ngài vào hoàng cung Thì giờ rộng rãi Tha hồ mà đàm đạo Nghĩ thế Đức vua bảo viên đại thần Devamantia Đến đảnh lễ đại đức Na Tiên Và xin mời ngài vào hoàng cung ngày mai Đại đức Na Tiên mỉm cười bằng lòng Đức vua cúi đầu chắp tay chào đại chúng và ngài Na Tiên Rồi rời khỏi chỗ ngồi theo phái đoàn tùy tùng hộ giá tự giả ngồi trên long xa mà tâm trí đức vua như để đâu đâu cứ dẫn dơ tưởng đến hình bóng của ngài na tiên chẳng khác gì một ám ảnh bất chợt đức vua thốt thành lời na tiên trí tuệ vô song sáng hôm sau trời vừa hưởng sáng bốn viên đại thần nemetiya antakaya mankura và Sapadina cùng nhau vào hồ đức vua đồng tâu rằng chúng hạ thần nên thỉnh đại đức na tiên như thế nào thỉnh vào thọ thực và giảng đạo tâu cùng bao nhiêu vị tỳ kheo tháp tùng bao nhiêu vị cũng được tùy ý đại đức na tiên vị đại thần sapadina vốn là vị quan thủ khố muốn tiết kiệm cho hoàng gia nên tâu rằng Xin đại dương cho phép bờ đại đức Na Tiên cùng với mười vị tỳ khưu nữa là lẽ phải. Khanh chế nhiều lời, Trâm đã bảo là hãy để đại đức Na Tiên tùy nghi. Ở tàu đại dương, nếu lỡ đại đức Na Tiên dẫn theo cả trăm ngàn vị dị, thì vật thực tiêu tốn hàng trăm xe và cả hàng ngàn người phục dịch cũng lo không xuể. Đức vua chợt nghiêm mặt lại. Nhà ngươi thật là buồn xỉn keo kiệt của tiền vật thực là của hoàng gia chứ không phải là của ngươi mà tính toán so đo như thế trẫm là bậc đế dương giàu sang bốn biển lẽ nào trẫm không lo nổi một bữa ăn cho tăng chúng chùa sang khai gia hay sao các người hãy đi đi ai lo việc nấy nếu còn việc không chu toàn sẽ bị tội khi quân đấy bốn vị đại thần sợ hãi khấu đầu rút lui rồi một vị chuẩn bị xuất kho vị lo lương thực vị đi huy động người còn viên đại thần Antakaya tức tốc lên ngựa đi mời thỉnh Đại Đức Na Tiên. Đại Đức Na Tiên hỏi, Nỉ ý của Đức Vua muốn bần tăng cùng đến với bao nhiêu vị? Đại thần Antakaya cúi đầu, Thưa Hoàng cung rộng rãi của tiền như biển, vật thực như rừng, Đức Vua bảo rằng Hoàng gia hân hạnh được cung nghinh cúng dường tăng chúng đông chừng nào tốt chừng ấy Lúc bấy giờ, Đại Đức Na Tiên đã chuẩn bị đâu đấy xong, với y bác chỉnh tề, Ngài cùng với 80.000 vị tỳ khưu trang nghiêm khởi hành. Thế rồi, cả rừng mây vàng như sóng cuộn tràn qua kinh đô Sagala lần lượt tuôn đổ về cung điện. Dân chúng đông nghẹt các ngã đường, nô nức chen lớn nhau để xem một hiện tượng hy hữu. Thời của một tăng chúng huy hoàng và cực thịnh chưa từng thấy ở châu Diêm Phù Đề. Viên đại thần Atakaya trao ngựa cho quân hầu, đi bên cạnh đại đức Na Tiên với lòng vô cùng ngưỡng mộ, y lân la hỏi chuyện. Bạch đại đức, cuộc dân đám hôm qua hay quá chừng, nhưng tiếc là đệ tử không nắm được nghĩa lý sâu xa nên còn lắm điều thắc mắc. Trước Ngài bảo rằng tên Ngài là Na Tiên, sau đó Ngài lại phủ nhận Na Tiên ấy và bảo rằng không hề có Na Tiên. Đại Đức Na Tiên mỉm cười, nói nhỏ. Vậy theo Ngài, cái gì là Na Tiên? Thưa, à, hơi thở còn là sanh mạng còn, hơi thở duy trì sự sống, chẳng hay hơi thở ấy có phải là Na Tiên không? Thế hơi thở kia có ra mà không có vô thì sao? Dạ, sẽ chết ạ. À. Những người thổi kèn, thổi sáo, thổi ống tiêu Họ chỉ thổi ra mà không thổi vô là sao nhỉ? Viên Đại Thần im lặng Có những đạo sĩ bà La Môn Họ tu phép nhịn thở 5 ngày, 7 ngày Chẳng vô mà cũng chẳng ra Thì phải giải thích làm sao? Đệ tử quả thật là không biết Mong Đại Đức chỉ giáo cho Này Atakaya Đại Đức Na Tiên chậm rãi thuyết giảng. Hơi thở vào ra kia, chỉ làm cái phần việc thở vô thở ra mà thôi. Tương tự như phận việc của con mắt, của lỗ tai, của cái lưỡi vậy. Trong tất cả chúng, chẳng có cái gì được gọi là chúng sanh, là thức tánh ở đấy cả. Chúng chỉ là thân hành, Ngài nên biết như vậy. Thân hành ấy nó trú ở đâu bạch ngại? Nó trú trong ngũ quẩn, chính xác là trong sắc quẩn. Đi sâu vào toàn bộ sắc quẩn ấy, chúng chỉ là rỗng không. Chẳng có gì được gọi là na tiên, ngài nên hiểu như thế. Đại thần Atakaya nghe xong, tâm trí sáng suốt, vững niềm tin trong sạch với giáo Pháp, thành kính chắp tay nói. Bạch Đại Đức từ đại sinh ngại cho phép đệ tử được là một cận sự nam trong Phật giáo